Sư thầy Triệu View Giác Minh Luật, thầy giảng đến đâu cười đến đó, không dạy người trẻ cách yêu, chỉ khuyên họ thức tỉnh khi yêu. Đăng lên trên story là được rồi, mắc cái gì cứ đi ra rồi đi vô coi người ta có xem chưa hoài. Chẳng ai nhắn tin hỏi han, cũng bày đặt tất trạng thái hoạt động. Cho nên iPhone 14 á thì em có, chứ giữ được ai đó thì em thua. Mình thì đang nhớ ai đó, mà họ thì đang nhớ ai đấy. Thầy bói nói đường tình duyên của con rất là rộng mở, nguyên con đường đó có mỗi mình con đi. Sư thầy Giác Minh Luật nổi tiếng trên mạng xã hội bởi cách giảng pháp lồng ghép yếu tố hài hước và các câu nói bắt chen đầy thú vị, để các bạn trẻ thẩm thấu được các bài giảng một cách hiệu quả và dễ hiểu nhất. Thầy Giác Minh Luật chọn cách cô đọng nó lại thành mì ăn liền, ngắn gọn, dễ tiếp cận nhất bằng ngôn ngữ mang tính xu hướng. Những câu thơ, câu nói ngắn gọn tạo sự chú ý và thích thú đối với các bạn trẻ. Xin những anh chàng, xin những cô nàng, nếu mà không thể yêu tôi tử tế, hãy để tôi ế một cách bình yên. Người ta nói á, trên bước đường thành công không có dấu chân của người lười biếng. Suy nghĩ cần thêm một vế nữa. Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ thất tình. Thầy thường nói về chủ đề tình yêu, nhưng không dạy người trẻ cách yêu, mà chỉ khuyên họ cần có sự tỉnh thức khi yêu. Thầy chia sẻ, đạo Phật gọi đó là chánh niệm, là thấu hiểu. Nếu nói tôi không có trải nghiệm thì không đúng, vì mỗi người đều có những trải nghiệm riêng, trong cuộc hay ngoài cuộc, ít hay nhiều. Đức Phật dạy, không có khổ nào bằng khổ của ái tình. Tôi chỉ muốn nhắc đi nhắc lại về điều đó để giúp cho các bạn cần có cái nhìn thoáng hơn. Thầy cũng khẳng định không có khả năng chữa lành, vì chính bản thân cũng đầy thương tích. Nhưng thầy chọn tình yêu như chiếc cầu nối cảm thông, dễ hiểu, dễ nghe, dễ tìm thấy nhau trong các buổi nói chuyện. Nó xuất phát từ tình thương. Tôi thương các bạn như thương chính mình. Thầy Giác Minh Luật chia sẻ, tình yêu trong đời thật á là một cái điều gì đó rất là phũ phàng và kinh khủng so với tình yêu trong mộng tưởng. Cho nên ba đồng một mớ mộng mơ, bán đi chẳng được thẫn thơ mang về. Chữ thương đã nặng, hóa ra chữ tưởng còn nặng hơn. Được biết, sư thầy sinh năm 1992, sinh ra ở Bình Thuận trong một gia đình có 7 anh chị em. Thầy xuất gia vào năm 10 tuổi tại tịnh xá Ngọc Minh tại Bình Thuận. Hiện tại, thầy Giác Minh Luật tu học tại Như Lai Thiền Tự ở San Diego, California, Mỹ. Ngoài việc tu tập là chính, thầy cũng đang bắt đầu theo học chương trình tiến sĩ, làm chủ nhiệm câu lạc bộ nhân sinh, viết sách và tham gia chia sẻ, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tại các chùa, các trường đại học tại Việt Nam. Thầy cũng là tác giả của nhiều cuốn sách như Chú Tiểu Pháp Đăng, Nếu Trở Thành Tu Sĩ, Khổ Răng Mà Khổ Dứa, Cho Nhẹ Lòng Nhau. Mới nhất, sư thầy vừa ra mắt cuốn Vẻ Đẹp Của Sự Cô Đơn. Ngày nào đó đó, khi chúng ta trải qua những cảm xúc buồn, vui, phụ bạc của cuộc đời, rồi chúng ta nếm đủ sự vô tình của xã hội, áp lực của tiền bạc, đau đớn trong tình yêu, cuối cùng chúng ta mới nhận ra rằng dưới mái hiên của người khác á, có lớn đến đâu thì cũng không bằng chiếc ô của riêng mình các bạn ạ. Chọn cách truyền tải thông điệp qua mạng xã hội, thầy Giác Minh Luật đã lường trước được nhiều vấn đề. Nhưng thay vì dùng thời gian và năng lượng vào những điều tiếng trên mạng, thầy dồn tâm vào các việc khác như viết sách, học tập, tổ chức khóa tu hoặc là đi đây đó để giao lưu, khám phá thế giới bên ngoài bằng những chuyến đi xa.